Cá nào bắt đầu khẩu nghiệp nói như chưa từng được nói, nói cho tắt nắng gió ngừng, nói cho người chết sống lại. Lời lẽ xúc phạm tới mức một kẻ vô cảm bẩm sinh như Duma cũng bắt đầu trở nên trầm cảm. Mi chưa bao giờ cảm thấy thích thú hay hạnh phúc, nỗi đau cùng sự cay đắng. Thiệt sự thì Mi Cóc có cái gì ngoài một cái vỏ trống rỗng? Nó thiệt là khôi hài và ngu ngốc. Ta Cóc hiểu cái loại thứ như Mi sao lại được đẻ ra chứ? Canel. Hello, xin chào các fly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật đặc biệt trong Kimetsu no Yaiba, là người mà fan hay gắn ghép với quỷ vương Tanjiro. Đó chính là em gái Kaneo xinh xắn dễ thương. Và cô ấy đã từng là một người chẳng thể tự ra quyết định cho riêng mình, cứ phải có một người ra lệnh mới chịu làm theo. Có thể ngay cả mắt tè cũng không dám đi mà phải chờ người ra lệnh. Chà, cho đến lúc Kaneo cho cô đồng xu để tự quyết định việc mình làm, bay luôn tự hỏi ngày đó xui đồng xu toàn ra mặt úp, có phải là nhìn ăn cơm luôn không? Bye bye bye, chăm cơm. Đây là đài tiếng nói Bay Store, phát thanh từ Buôn Ma Thuột, thủ phủ của trai đẹp mặt khố, đu dây đi học cùng cưỡi voi đi làm. Bạn mong chờ gì từ một kênh tấu hài điên khùng? Sự nghiêm túc hay là vô bắt lỗi chính tả? Nếu bạn muốn xem anime theo một góc nhìn hoàn toàn điên loạn, hãy đăng ký Bay TV. Bay sẽ bẻ cong suy nghĩ của các bạn. Còn nếu bạn yêu thích trang bị anime, hãy vào kênh Bay Store. Tetsuyuri Kanao. Chủng loài, nhân loại. Giới tính, nữ. Tuổi, 16. Chiều cao cân nặng, 1m56, 46kg. Sinh nhật, ngày 19 tháng 5, trùng ngày sinh Bác Hồ. Màu tóc, đen. Màu mắt, tím. Nghề nghiệp, sát thủ quỷ. Phong cách chiến đấu, hơi thở hoa. Trạng thái, đã chết. Đó là vào chương 205 khi nói về hậu duệ nhé. Chứ sau sự kiện giết chú quỷ Muyan thì vẫn sống. Ngoại hình. Kaneo là một cô gái trẻ với đôi mắt to, dịu dàng và trông hơi buồn với màu hồng nhạt cùng với đôi lông mi dày. Mái tóc cô bé đen mỏng được buộc thành đuôi ngựa ở phía bên phải, phía bên trên đầu và được buộc chặt bởi một con bướm bướm màu hồng lẫn xanh lá cây. Nó từng thuộc về chị gái nuôi của cô, Kanea Kocho. Phía trước là quả đầu mái ngố cùng hai lọn tóc mai dài thòn kéo xuống từ bên tai. Kaneo mặc một phiên bản có tông màu hơi tím tím của đồng phục sát quỷ đoàn tiêu chuẩn, với một chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối thay cho quần Kahama thông thường. Ngoài ra, cô bé hay mặc kèm một chiếc áo choàng ngắn màu trắng, buộc chặt ở một bên bởi một nút thắt màu đỏ. Cuối cùng là đôi bốt trắng có dây buộc cao đến đầu gối với đế. Ô, cái dài này khác hoàn toàn với cái tụi đi dép Lào còn lại. Lần đầu tiên mày thấy luôn á. Sau trận chiến với Doma, Kaneo đã đeo chiếc kẹp tóc của Shinobu vì chiếc của Kane đã vỡ vụng. Cô ấy cũng mất khả năng nhìn của mắt, nói thẳng ra là mù, do sử dụng hình thức cuối cùng của hơi thở hoa. Nhân cách. Khi Kaneo được xuất hiện lần đầu tiên, cô là một cô bé dơ dãy, đói ăn, thiếu quyết đoán cùng trầm tính, do bị người khác lạm dụng quá nhiều vào thời điểm trước khi gặp chị em nhà Kocho. Cô bé bị thọt đến mức không thể tự mình đưa ra bất kỳ quyết định gì và kìm ném mọi cảm xúc như một cơ chế phòng thủ của bản thân. Quả này thì khá đồng cảm với thằng cha đâu mà. Vì cô bé lệ thuộc khá nhiều vào người khác, Kanae đã đưa cô một đồng xu tung sắp nữa để tự quyết định nên đi theo con đường nào thì cô không biết phải làm gì. Sau nhiều năm trôi qua, dù đỡ hơn chút chút nhưng cô bé Kanao vẫn tiếp tục thể hiện rằng cô có rất ít cảm xúc hoặc ham muốn cá nhân. Cho đến khi nhìn thấy những gì bọn quỷ sứ đã làm với Aoi, Kyo và những người thân của Shinobu, Kanao đã nảy sinh lòng căm thù mạnh mẽ chống lại quỷ trực tiếp từ ý chí của cô. Vào khoảng thời gian giữa cái chết của Kanae và giai đoạn đào tạo trụ cột, cô đã hồi phục nhẹ cái tính cách đó, nhưng vẫn phải dựa vào đồng xu của mình để đưa ra quyết định và vẫn thể hiện loại phản ứng khá máy móc, khô cứng nhạt nhẽo trong các cuộc trò chuyện. Khi Tanjiro đến gần cô để chào tạm biệt, cô bé đã mỉm cười, mỉm mỉm với khuôn mặt rất chi dễ thương. Nhưng thiệt ra cô Cóc biết phải làm gì trong trường hợp này. Giây phút im lặng đáng sợ khiến Tanjiro bối rối. Rốt cuộc vẫn phải dùng đến đồng xu thần thánh. À ha, mặt ngửa, chào thằng này một câu cũng được, còn mặt úp thì thôi im luôn kệ mẹ nó. Cô đã lịch sự nói rằng, không cần cảm ơn đâu, tôi làm theo lệnh của sư phụ thôi, tạm biệt. Say goodbye mời Tanjiro đi chỗ khác chơi. Cô đã nhắc lời tạm biệt đến 50 lần sau khi thằng Tanjiro lì lì cái mặt, cứ lầy hỏi này hỏi nọ mà không chịu đi.
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Mẹ mày, tạm biệt có nghe không hả thằng kia? Khuôn mặt cô hết sức thảo mai. Tuy nhiên, đẹp trai không bằng trai mặt. Cuối cùng Tanjiro đã bắt đầu đưa cô ra khỏi vỏ bọc của mình bằng cách chọn cái bọc không ngừng nghỉ. Anh ta cũng đã thảy đồng xu để quyết định rằng cô bé phải có quyết định của riêng mình theo ý cá nhân của Tanjiro. Đoạn này thì rất là ảo. Nếu cô bé tự quyết định thì đó là đang nghe theo quyết định của thằng Tanjiro. Nếu cô bé tự quyết và không nghe theo thằng Tanjiro là cô lại không có quyền quyết định. À mà thôi, thế là đau đầu. Rốt cuộc là sau đó cô bé bắt đầu đưa ra nhiều quyết định của riêng mình. Kaneo dần dần đã có thể bộc lộ cảm xúc và cởi mở hơn xưa. Như khi cô khóc và thể hiện đa sắc thái khi nhìn thấy Tanjiro hồi phục sau chấn thương. Rồi chúng ta thấy cô ấy thể hiện sự sốc cùng đau khổ khi biết chiến thuật của Shinobu là muốn hy sinh bản thân mình. Trong trận chiến với Duma, Kaneo có niềm vui tàn bạo không thể chối cãi là dùng lời lẽ cay nghiệt công kích sự vô cảm của Duma. Cô nói rất là cay độc bởi vì chính bản thân cô cũng từng là người như vậy. Âu cũng là vì cô bé quá kích động bởi cái chết của Shinobu, người thân cuối cùng của cô. Kaneo bắt đầu khẩu nghiệp nói như chưa từng được nói, nói cho tắt nắng gió ngừng, nói cho người chết sống lại. Lời lẽ xúc phạm tới mức một kẻ vô cảm bẩm sinh như Duma cũng bắt đầu trở nên trầm cảm. Kaneo cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ và sự quan tâm sâu sắc đối với gia đình cô. Cô đã khóc sau cái chết của Shinobu và bày tỏ rằng cô muốn cùng về nhà với chị của mình. Kaneo giờ đây cũng đã được nhìn thấy là thể hiện một ý thức lớn hơn về tình bạn và sự quan tâm dành cho những thợ săn khỉ khác ngoài Shinobu. Như là khi cô trở nên tức giận và thông cảm thay cho đấng Inosuke khi Duma bắt đầu hả hê về cái chết của mẹ cậu ta. Cô ấy thể hiện sự giận dữ vô cùng trước những lời chế nhạo của Duma, xúc phạm anh ta nặng nề và bảo anh hãy câm miệng cái mồm đi. Đó là một bước tiến hoàn toàn xa từ mối quan hệ xa cách lạnh lùng đã tản ban đầu cô ta với đồng đội mình. Sau đó, trong trận chiến cuối cùng chống lại Muyan Kibutsuji, Kaneo đã được chứng minh ra hoàn toàn lấy lại khả năng thể hiện đúng cảm xúc của mình và đưa ra lựa chọn của riêng mình. Trong suốt trận chiến, Kaneo cho thấy những cảm giác tức giận và khủng bố của cô đối với chú quỷ khi cô và đồng đội tàn hình đánh lén anh ta. Ngay cả khi trận chiến kết thúc, cô vẫn tiếp tục thể hiện cảm xúc, chứng tỏ rằng mình thực sự yêu thương đồng đội, sẵn sàng hy sinh con mắt còn lại, thậm chí là cả tính mạng của mình để tiêm thuốc hóa người cho chú quỷ Tanjiro. Cũng may mà cô chích thuốc kịp trước khi bàn tay thô bỉ của tên quỷ móc trúng cô. À không, đã móc trúng ngực rồi, xin chia buồn. Lịch sử. Kaneo lúc bé sống một cuộc đời nghèo đói, thường xuyên bị bạo hành gia đình. Cha mẹ cô đã vô cùng ngược đãi cô và anh chị em của cô, đánh đập họ và nhấn chìm họ vào bể nước nếu mà mấy đứa làm bất cứ điều gì mà họ không thích. Nếu mấy đứa nhỏ khóc hoặc phát ra âm thanh đau đớn sẽ tiếp tục bị ăn đòn nặng hơn. Một số thằng anh của cô đã bị đá vào chỗ hiểm cho tới chết. Vì vậy, Kaneo sợ quá đến nỗi không thể bộc lộ được cảm xúc sau này. Tâm lý non nớt bị phá vỡ, cô bé trở thành một cái vỏ rỗng vô hồn bị bán làm nô lệ. Khi cô bị dẫn đi, buộc quanh thắt lưng bằng một sợi dây do người mua của cô giữ. Họ buộc dây một phần vì sợ cô chạy, một phần vì cô dơ giấy quá không lại gần nổi. Đầy vỏ chét ấy mà. Quả này phải đem về nhà xịt nước, chà xà bông cho thơm tho, hi hi. Họ đã bị chị em nhà cô Cho tiếp cận. Sau khi xác nhận cô bé là nô lệ, Shinobu ném một đống tiền lẻ lên không trung để đánh lạc hướng ông ta. Khi ông ta còn đang ngạc nhiên chưa kịp định hình, cô giật lấy sợi dây thần và hai chị em kéo con bé nhỏ trốn thoát đến biệt thự bướm. Tội nghiệp ông chồng mua con bé về mà bị cướp mất, quăng lại mấy đồng lẻ, lỗ nặng, đồ mấy con người thất đức. Ngay sau đó, hai chị em phát hiện ra cái đồ đục của cô, khiến Shinobu coi cô là đồ đần, vô dụng nếu không muốn nói ra là nguy hiểm, khó chịu ra mặt. Kane vẫn cứ tươi tắn, đưa cho Kaneo một đồng xu và hướng dẫn cô bé tung đồng xu nếu cô cần ra quyết định. Cá nhân bài thấy việc này đôi khi khá nguy hiểm khi đồng xu ra mặt sấp trong những việc cần thiết, hoặc nó tự ý gây ra những chuyện chớ treo, làm theo ý mình luôn chứ không cần chỉ dẫn nữa. Vì Kaneo không thể làm bất kỳ việc nhà hay điều dưỡng tại biệt thự bướm như Aoi hay những người khác, cô đã tự ý tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng mà cóc cần sự cho phép của Kane của Shinobu. Sau khi Kane bị Duma giết chết, Kaneo đã ở mộ của cô cùng với các thành viên còn lại của trang viên hồ điệp, khóc cho Kane và chửi Duma. Mặc dù cô ấy đã run rẩy và toát mồ hôi về việc mình không thể khóc thương cho người chị, nhưng không sao, không ai quan tâm đến điều đó cả. Khả năng và quyền hạn. Khả năng tự nhiên. Kaneo là người kế vị trụ cột và đã được cả hai chị em Kocho huấn luyện về nghệ thuật chiến đấu cộng với các yếu tố thích hợp của cơ thể cô bé, đã sở hữu những kỹ năng và năng lực siêu phàm. Tanjiro trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ thậm chí đã nói rằng cô là người gần giống với trụ cột nhất, chỉ bằng cách hít mùi hương của cô và hít được cả kỹ năng của cô.
Điều đó càng khẳng định kỹ năng của cô. Sau này cưới về thì hắn ta có thể hít cô cả ngày. Thị lực siêu phàm. Kaneo sở hữu thị lực cực kỳ sắc bén, có thể dự đoán chính xác đòn tấn công và chuyển động tiếp theo của đối thủ bằng cách quan sát sự dịch chuyển tinh tế của cơ bắp, khớp và chuyển động nhẹ của đôi mắt đối phương. Điều này cho phép cô thực hiện các cuộc phản công và né tránh hiệu quả và vượt lên trước các đối thủ của mình. Thượng huyền nhì Duma trầm trồ về điều này và hắn nhận xét rằng nhờ kỹ năng này Kaneo có thể xịn hơn cả crush của hắn ta, Shinobu. Khả năng này được tăng cường hiệu ứng với kỹ thuật hoa thở cuối cùng, bỉ ngạn chu nhãn. Phong cách hơi thở tập trung hoàn toàn. Theo ghi nhận của những người khác trong biệt thự bướm, Kaneo đã hoàn toàn làm chủ khả năng duy trì sự tập trung liên tục giống việc sử dụng hơi thở của mình và có thể làm chủ khả năng duy trì sự tập trung hoàn toàn trong hơn 24 giờ. Kiếm thuật. Hơi thở hoa. Đây là một kiểu hơi thở bắt nguồn từ hơi thở nước. Cô được dạy bởi Kanae, hoa chủ của sát quỷ đoàn. Kỹ năng kiếm thuật này của cô sau đó được phát triển thêm bởi Shinobu, cựu trùng chủ. Thức thứ hai, ngự ảnh mai. Một nhát chém xoay vòng làm chệch hướng tấn công của kẻ địch. Thức thứ tư, hồng hoa y. Một nhát chém mạnh với quỷ đạo xoắn. Thức thứ năm, đồ thực dược. Tung ra 9 nhát chém cùng lúc. Thức thứ sáu, hoa đào. Xoay tròn cơ thể để tung ra các nhát chém liên tiếp. Thức cuối cùng, bỉ ngạn chu nhãn. Một kỹ thuật ở cấp độ cao giúp tăng thị lực của người sử dụng lên mức tối đa. Khi trong trạng thái này, Kaneo có thể nhìn thấu mọi chuyển động của đối phương và tất cả mọi chuyển động của thế giới bên ngoài đều chậm lại trong mắt Kaneo. Tuy nhiên, người sử dụng kỹ năng này đặc biệt nguy hiểm bởi vì nó gây áp lực khủng khiếp lên các mao mạch máu, có thể phá vỡ chúng khiến người dùng bị mù. Tùy vào thời gian sử dụng chiêu thức, có thể bị mù một mắt hoặc là cả hai. Ngoài lề. Họ của Kaneo chứa chữ Hán cho hạt dẻ, hoa và mùa thu. Kaneo quyết định họ của mình, nhưng Aoi Kazanki muốn có một người em gái nên cô đã quyết liệt ép Kaneo để cô bé chọn lại họ. Sinh nhật của Kaneo được quyết định là ngày 19 tháng 5, đó là ngày Kane và Shinobu nhận nuôi cô. Vì sinh nhật thực sự của cô không ai biết cả, ngay cả tên cô cha mẹ cũng không thèm đặt. Sở thích chính của Kaneo là thổi bong bóng xà phòng. Cô cũng thích mua đồ ngọt và phụ kiện bằng tiền túi của mình cho mọi người tại biệt thự bướm, vuốt chân mèo và giúp nấu ăn. Kaneo là người kế vị duy nhất được xác nhận trong truyện. Thức uống yêu thích của Kaneo là Ramune và cô ấy thích tất cả món ăn của Aoi. Theo Goto, Kaneo đã giết quỷ từ nhỏ. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye.